sổ đỏ cho con cái, nên tặng cho hay thừa kế để có lợi nhất. Sang tên sổ đỏ là cách gọi phổ biến dùng để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Còn thừa kế là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người đã mất sang người thừa kế thông qua di trúc hợp pháp hoặc theo quy định pháp luật. Vậy cha mẹ khi muốn sang tên sổ đỏ cho con thì nên lựa chọn hình thức nào? Căn cứ vào Điều 626 Bộ Luật Dân sự năm 2015, thì di chúc thể hiện ý chí của cá nhân một người muốn chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi người đó mất. Vì vậy, họ có thể để lại cho bất kỳ ai. Nếu cha mẹ muốn để lại di chúc thừa kế cho con quyền sử dụng đất thì nên lập văn bản có công chứng hoặc chứng thực để tránh tình trạng sau này có tranh chấp phát sinh. Còn tặng cho quyền sử dụng đất là một dạng cụ thể của tặng cho tài sản. Chuyển giao quyền sử dụng đất của mình sang cho người khác khi mình còn sống mà không yêu cầu đến bù. Còn bên được tặng cho đồng ý nhận theo sự thỏa thuận Tuy nhiên, việc chuyển quyền sử dụng đất theo hình thức thừa kế chỉ được thực hiện khi người để lại thừa kế mất đi. Ngược lại, theo hình thức tặng cho thì được thực hiện khi cả hai bên đều còn sống và cùng lập hợp đồng cho tài sản. Để biết tặng cho hay thừa kế quyền sử dụng đất sẽ có lợi hơn thì cần phải hiểu được ưu và nhược điểm của từng hình thức. Nếu đặt trong trường hợp cụ thể là giữa cha mẹ và con cái, với tặng cho quyền sử dụng đất, ưu điểm là ít xảy ra tranh chấp hơn so với thừa kế, vì quyền tặng cho ai, diện tích bao nhiêu, khi nào tặng cho đều do cha mẹ quyết định. Cha mẹ có quyền lập hợp đồng tặng cho có điều kiện, tức là bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho theo quy định tại điều 462 Bộ luật dân sự 2015. Ví dụ như phải nuôi dưỡng, chăm sóc cha mẹ. Như vậy khi đã lập hợp đồng tặng cho mà có điều kiện kèm theo thì chỉ cần người con không thực hiện đúng thì cha mẹ có thể hủy hợp đồng và tặng cho quyền sử dụng đất cho người khác. Hạn chế của hình thức này là có thể gây ra mâu thuẫn giữa các người con nếu không được chia đều về quyền và lợi ích. Còn đối với hình thức thừa kế Thứ nhất, nếu thừa kế theo pháp luật, nếu cha mẹ không có sự ưu tiên cho một hay một số người con thì quyền sử dụng đất sẽ được chia đều cho tất cả để đảm bảo tính công bằng. Thứ hai là thừa kế theo di trúc. Cha mẹ có quyền để lại toàn bộ tiền sử dụng đất của mình cho một người con. Tuy nhiên, những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di trúc, tức trường hợp dưới 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi nhưng mất khả năng lao động thì vẫn có thể nhận được một phần trong khối di sản đó. Khi đó ý chí của người để lại thừa kế sẽ không được thực hiện hoàn toàn đầy đủ đây cũng chính là một điểm hạn chế của hình thức này thêm vào đó việc sang tên chỉ có hiệu lực sau khi cha mẹ mất đền rất có thể sẽ phát sinh một số rủi ro mà cha mẹ không thể biết và lường trước được